Xin chào tất cả các em. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bài học số 3 chương trình tiếng Anh lớp 1 theo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em hãy cùng mở sách của mình ra nhé. Activity 1: Listen and repeat. Ở trong phần 1 này thì các em hãy lắng nghe thật kỹ và sau đó chúng ta sẽ cùng nhắc lại. Sau mỗi hiệu lệnh repeat thì các em hãy đọc lại theo cô nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách phát âm của letter A. A. Đây chính là chữ cái đầu tiên ở trong bảng chữ cái tiếng Anh. Các em hãy cùng nhắc lại theo cô nhé. A. A. Very good. Và đối với chữ cái A, ngày hôm nay sẽ được phiên âm ra thành âm e bẹt ở trong tiếng Anh. Cách phát âm âm e bẹt, các em hãy mở rộng khoang miệng của mình và sau đó đưa khóe môi sang hai bên. À. 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 Cách phát âm âm e bẹt đã có trong phần link mô tả ở phía dưới video này. Các em hãy đăng ký, điền vào link để chúng ta được học miễn phí về cách phát âm chuẩn 44 âm IPA để giúp cho các em phát âm chuẩn giống như người bản xứ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào những từ vựng ngày hôm nay có chứa âm e bẹt này nhé. Các em hãy cùng đánh vần tiếng Anh theo cô Hà nào. À. Oh. Apple. Okay, so repeat. Apple. Very good. Quả táo. Apple. Very good. Bag. B. A. G. Bag. Okay, so repeat. Bag. Very good. Can. K. A. Can. Can. Repeat. Can. Very good. Cái mũ. Hat. 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 Repeat. Hat. Very good. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhắc lại bốn từ vựng này nhé. Apple. Bag. Can. Hat. Chúc mừng các em. Tôi có một quả táo. I have an apple. Ở trong mẫu câu này, các em hãy lưu ý cho cô, chúng ta sẽ không đọc là a apple mà sẽ là an apple. Bởi vì từ apple bắt đầu bằng một nguyên âm, thế nên các em hãy nhớ cách sử dụng để chúng ta điền mạo từ cho đúng trong những bài thi và bài tập nhé. I have an apple. Very good. Tôi có một quả táo. Tôi có một cái túi và một chiếc mũ. I have a bag and a hat. Các em rất giỏi. Đây là lon của tôi. This is my can. Repeat. This is my can. Very good. Đến với phần tiếp theo, các em hãy nhớ là chúng ta truy cập sách mềm.com để chúng ta mở được bài học này nhé. Activity 1: Listen and repeat. Các em hãy cùng lắng nghe và chúng ta hãy lặp lại giọng của người bản xứ nhé. A. A. Hat. Apple. Can. Bag. Các em giỏi quá. Chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo nhé. Activity 2: Point and say. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chỉ vào những bức tranh, những từ vựng và chúng ta hãy đọc những từ vựng này lên nhé. Khi cô chỉ vào bức tranh thì các em hãy đọc thật to lên. Bag. Good job. Can. Very good. Apple. Good job. Hat. Very good. Activity 3: Listen and chant. Ở phần này thì các em hãy cùng nghe và chúng ta sẽ cùng hát lại nhé. Ở trong bài hát này thì cô Hà sẽ hướng dẫn các em mẫu câu There's an apple và mẫu câu In the bag. Đây là hai mẫu câu mới đúng không nào các em? There's an apple ở đây có nghĩa là ở đây có một quả táo. In the bag, ở trong chiếc túi. Tương tự với mẫu câu ở bên dưới. There's a cat. Ở đây có một con mèo. On a hat. Ở trên chiếc mũ. Các
em hãy nhớ, on ở đây giới từ chỉ là ở trên một vật nào đó. Chúng ta sẽ dùng giới từ on nhé. In là ở trong. Bây giờ các em hãy cùng nghe và chúng ta sẽ cùng hát lại nhé. One, two, three, four. Ah, ah, apple. Ah, ah, bag. There's an apple in the bag. Ah, ah, cat. Ah, ah, hat. There's a cat on the hat. Activity 4. Listen and tick. Yêu cầu của đề bài này là các em hãy nghe và chọn đáp án đúng nhé. 1. A can. Câu số 1 các em nghe được từ gì? A can, đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ chọn đáp án đây là vô cùng chính xác nha các em. 2. A hat. Câu số 2 các em nghe được từ vựng gì? A hat. Các em sẽ chọn đáp án B là vô cùng chính xác nha các em. Activity 5. Look and trace. Trong phần này thì các em hãy cùng nhìn và chúng ta sẽ cùng tô lại. Letter A. Activity 6. Listen and repeat. Các em hãy cùng nghe và chúng ta hãy cùng lặp lại mẫu câu này nhé. This is my bag. Các em rất giỏi. Chúng ta sẽ cùng đi đến bài học tiếp theo. Activity 7. Let's talk. Ở trong phần này thì các em hãy nói dựa vào mẫu câu. Các em hãy điền phần chỗ trống tương ứng với từ vựng theo bức tranh này nhé. Cô lấy ví dụ, bức tranh thứ nhất chúng ta sẽ đọc là This is my bag. Các em sẽ tiếp tục điền những từ vựng và đọc theo những mẫu câu tiếp theo nhé. Ok, so now repeat. Bây giờ các em hãy lặp lại theo cô nào. This is my hat. Good job. This is my apple. Very good. This is my can. Good job. Activity 8. Let's sing. Bây giờ các em sẽ cùng nghe và chúng ta sẽ cùng hát theo lời bài hát này nhé. Các em vừa hát rất hay. Các em nhớ là ở bên dưới video có phần mô tả sẽ có rất nhiều những bài hát tiếng Anh vui nhộn, qua đó giúp các em học tiếng Anh một cách dễ dàng và vui vẻ hơn. Những bài học này hoàn toàn miễn phí. Các em hãy nhớ điền vào đường link để chúng ta nhận được những bài hát này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong các bài học tiếp theo. Các bạn nhớ hãy đăng ký kênh YouTube hoặc là chúng ta có like fanpage học tiếng Anh của cô Hà để chúng ta sẽ không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.